Một cái vợt chiên công trong phân khúc 1,5 triệu. Các bạn nghĩ tới ngay 300C của nhà Lai Linh hay là 990K của nhà Victor. Xin phép các bạn hôm nay để hai cái vợt đó sang một bên. Xin giới thiệu với mọi người một cái vợt thiên công trong phân khúc 1,5 triệu cho sức căng tối đa lên tới 35 nps. Không ai khác, xin giới thiệu mọi người cây vợt Zonex Archoc 3DG ST. Như các bạn biết, Archoc 3DG ST là một phiên bản mới được update nhiều công nghệ cũng như là tăng sức mạnh hơn so với bản cũ Archoc 3DG. ST ở đây có thể hiểu là Standard, là một cây vợt được thiết kế để phù hợp với người chơi mức trung bình, mang đến sự cân bằng giữa sức mạnh và sự kiểm soát. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi về phần ngoại hình của cây vợt. Về ngoại hình, cây vợt sở hữu lớp sơn lì mạnh mẽ kết hợp với tông màu đen và xanh dương, càng toát lên vẻ khỏe khoắn cho cây vợt. Về thông số kỹ thuật của cây vợt, khi cây vợt chưa lên dây, mình đo cây vợt có trọng lượng 85,2 g, điểm cân bằng 298-2 mm và điểm swing 88 kg/cm². Với một chiếc đũa có độ cứng trung bình và sức căng tối đa lên tới 35 nps mọi người ạ. Chứng tỏ một điều rằng khung của cây vợt 3DG ST này rất rất khỏe rồi nhá. Về công nghệ, mặc dù cây vợt với mức giá tầm trung nhưng sở hữu rất nhiều công nghệ cao cấp của nhà Zonex, điển hình như FBK Plus, Slim Sharp, HM Graphite, Nano Mesh Nail, khung vợt Aero Box và công nghệ độc quyền trên cây vợt 3D Grab, tượng trưng cho 3DG rồi nhá. Các công nghệ kết hợp với nhau giúp cây vợt có khung chắc chắn hơn, kiểm soát xoay sở linh hoạt, cảm giác đánh chắc tay mà không kém phần nhanh nhẹn. Mà giá của em nó chỉ 1.450.000. Chỉ 1.450.000 các bạn sẽ sở hữu cây vợt phiên bản mới Archoc 3DG ST, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, tặng powder đi kèm và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất. EB Shop, bán vợt vì đam mê.